chùa Hoằng Pháp để nương Phật Đà. Niên Phật suốt bấy ngày qua nhất tâm mà niệm để xa tâm lành. Phật hiểu độ cả chúng sanh, làm lành lành ác để dành liên hoa. Ngày đêm chuyên niệm Di Đà, Tây phương cực lạc cửa nhà mai sau. Bảy ngày tịnh khẩu niệm sâu, đừng cho thân động để hộ nhất tâm. Phật thân suốt bấy ngày này, nghe kinh giảng pháp thầy đã khai tâm. Niệm chú, niệm chú, thành khối đê mang phương Tây mở cửa, Phật đã đón. Khói đêm